Blue Book, dự án điều tra UFO đầy tham vọng của Mỹ. Những năm 50-60 của thế kỷ trước, trước thông tin có nhiều vật thể bay không xác định UFO xuất hiện trên bầu trời, chính phủ Mỹ đã thiết lập một chương trình bí mật mang tên dự án Blue Book với mục đích điều tra những hiện tượng không giải thích về UFO. Sau đó, hàng chục nghìn báo cáo đã được thu thập, tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn không như mong đợi. Dự án Blue Book là gì? Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1947, khi Trung tướng Nathan Training gửi một bản ghi nhớ mật cho Lầu Năm Góc với tiêu đề Địa bay. Trong bản ghi, Training nói mình đã nhìn thấy một nhóm máy bay không xác định, giống hình đĩa. Ông tuyên bố các vật thể bay này sở hữu tốc độ rất cao, có khả năng cơ động tốt và được cho là đã cố tình né tránh khi bị máy bay và radar của quân đội nhìn thấy, cũng như tìm cách liên lạc. Công chúng Mỹ khi đó cảm thấy vô cùng hoang mang và tò mò về cái được gọi là đĩa bay đó. Chính phủ Mỹ cũng nhanh chóng lên kế hoạch điều tra vụ việc liên quan đến vật thể bay không xác định này. Sau đó, dự án Project Sign được bắt đầu tại căn cứ không quân Wright-Patterson gần Dayton, Ohio nhằm nghiên cứu về đĩa bay. Project Sign sau đó đã được thay thế bằng dự án Project Grudge. Tuy nhiên, dự án này cũng không thể thu thập đủ dữ liệu hoặc đưa ra được bất kỳ kết luận khả thi nào. Cuối cùng, dự án Blue Book đã ra đời với nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu và giải đáp các vấn đề còn tồn động của hai dự án trước đó. Dự án Blue Book thực hiện hai mục tiêu chính. Thứ nhất, xác định UFO có phải là mối đe dọa đến an ninh quốc gia hay không. Thứ hai là phân tích dữ liệu một cách khoa học liên quan đến UFO. Dưới sự hướng dẫn của một số tướng lĩnh không quân, các đặc nhiệm làm việc cho dự án đã dành phần lớn thời gian để theo dõi sự xuất hiện của UFO. Tâm lý bất an trong thời gian chiến tranh lạnh đã gieo rắc cho công chúng Mỹ nỗi sợ hãi về tất cả những điều mà họ coi là bí ẩn, đặc biệt là những thứ đến từ bầu trời. Do đó, dự án Blue Book ra đời được cho là để xua tan một phần nỗi sợ, đồng thời lật tẩy các giả thuyết rằng người Nga đang thông đồng với người ngoài hành tinh để gây áp lực với Mỹ, hoặc Mỹ đang bị tấn công từ một kẻ thù nước ngoài khác. Quá trình hoạt động khá gian nan. Theo các tài liệu của chính phủ được công bố, dự án Blue Book chính thức hoạt động từ năm 1952 đến năm 1969. Người đứng đầu dự án đầu tiên là đại úy Edward J. Ruppelt, một phi công giàu kinh nghiệm, từng được vinh danh vì những chiến công trong Thế chiến thứ hai. Ông cũng là người đã chính thức đặt ra thuật ngữ vật thể bay không xác định UFO. Cố vấn khoa học hàng đầu của Ruppelt là J. Allen Hynek, là một nhà thiên văn học lỗi lạc tới từ Chicago. Là một nhà khoa học, sự tham gia của Hynek đã hợp pháp hóa dự án Blue Book theo một cách nào đó. Nó không chỉ là một nhóm binh lính tìm kiếm những ánh sáng bí ẩn trên bầu trời, mà giờ đây nó còn là một nghiên cứu khoa học về sự sống bên ngoài trái đất. Tuy nhiên, Hynek nhận thấy rằng đội ngũ tham gia vào dự án Blue Book cả về số lượng và kiến thức khoa học đều có vấn đề. Hầu hết công việc của ông đều liên quan đến việc cố gắng giải thích những ánh sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời cũng như các vật thể bay không xác định. Và đã có lúc ông phải thừa nhận rằng bản thân đã cố gắng quá sức. Trong suốt 17 năm hoạt động, dự án Blue Book đã có 5 lần thay đổi người lãnh đạo và mỗi người lại có một mục tiêu khác nhau, cùng với cách giải thích khác nhau về thứ mà họ đang tìm kiếm. Đôi khi những điều đó trái ngược hoàn toàn so với những người tiền nhiệm. Dự án Blue Book đã có sự chệch choạc nhất định dưới sự giám sát của thiếu tá Quintanilla. Khi đó, đội ngũ dự án và các nhà khoa học hầu như không có bất kỳ cuộc thảo luận mang tính khoa học, chuyên môn nào liên quan đến UFO. Tất cả những gì mà Quintanilla làm là giữ mức nghiên cứu về UFO ở mức cực kỳ thấp, bỏ qua mọi bằng chứng có ý phản bác lại triết lý của ông. Năm 1965, một số nhà khí tượng học và căn cứ không quân Tinker ở Oklahoma đã sử dụng radar thời tiết để theo dõi độc lập 4 vật thể bay không xác định. Tuy nhiên, Quintanilla lại cho rằng đây không phải là UFO và vội vã đưa ra kết luận những đốm sáng vật thể không xác định này chỉ đơn giản là ánh sáng sao mộc và các vệ tinh của nó. Tuy nhiên, lời giải thích này đã phạm phải lỗi kiến thức khoa học sơ đẳng. Bởi lẽ sao mộc không thể quan sát được bằng radar thời tiết, thậm chí nó cũng ở khoảng cách quá xa để con người nhìn thấy được bằng mắt thường trên bầu trời đêm. Cuối cùng, Quintanilla và những người liên quan đã phải tham gia phiên điều trần của Quốc hội. Sau đó, dự án Blue Book lại tiếp tục được chỉ đạo bởi nhà khoa học Hynek. Hơn 12.000 báo cáo được thu thập.
Trong suốt 17 năm hoạt động, dự án Blue Book đã thu thập khoảng 12.618 báo cáo về UFO, 11.917 trong số đó được giải thích là do đám mây bao phủ che khuất đèn máy bay, hay các bài tập huấn luyện của lực lượng không quân, hoặc chỉ đơn giản là những thông tin bịa đặt. Tuy nhiên, đối với những người theo thuyết âm mưu, trong số đó vẫn có 701 trường hợp chưa được giải thích. Họ cho rằng đó là những lần UFO thực sự xuất hiện và chính phủ đã cố tình che đậy chúng. Một trong những cuộc gặp gỡ UFO nổi tiếng nhất được báo cáo với dự án Blue Book xảy ra ở phía nam Socorro, New Mexico vào năm 1964. Khi viên cảnh sát Lonnie Zamora đang đi tuần tra, anh ấy đã nhìn thấy một vật thể hình quả trứng bay qua xe ô tô của mình với tốc độ cực nhanh và hạ cánh xuống đất. Zamora lái xe đến gần, phát hiện có hai sinh vật kỳ lạ đang đứng bên ngoài vật thể. Sau đó, họ quay trở vào và cất cánh bay đi. Một số nhân chứng khác cũng báo cáo nhìn thấy vật thể này. Sau khi đến hiện trường, các nhà điều tra UFO xác nhận có dấu hiệu đổ bộ trên mặt đất, cũng như việc thảm thực vật xung quanh bị đốt cháy. Một trường hợp khác không thể giải thích diễn ra tại Lubbock, Texas vào ngày 30 tháng 8 1951. Lúc đó, Carl Hart Jr., một thiếu niên 19 tuổi đã chụp được bức ảnh hàng chục vệt sáng kỳ lạ bay gần nhau, tạo thành hình chữ V trên bầu trời. Hiện nay, các nhà nghiên cứu UFO gọi nó là chùm sáng Lubbock. Đến cuối năm 1969, Bộ trưởng Không quân Robert C. Simmons thông báo rằng dự án Blue Book sắp kết thúc vì không có thêm bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng UFO là vấn đề an ninh quốc gia. Dự án chính thức khép lại vào ngày 17 tháng 12 năm 1969, mặc dù một số nỗ lực nghiên cứu vẫn tiếp tục cho đến tháng 1 năm sau. Sau khi dự án chính thức kết thúc, nhà khoa học Hynek vẫn tiếp tục các cuộc điều tra của riêng mình và thành lập Trung tâm Nghiên cứu UFO, CUFOS, vào năm 1973. Trong vô số cuộc điều tra mà CUFOS đã thực hiện, khoảng 80% trong số đó có thể được giải thích và 20% còn lại vẫn được coi là những bí ẩn hoặc không công khai. Những dự án nghiên cứu UFO khác. Kể từ khi dự án Blue Book kết thúc vào năm 1969, có rất ít dự án chính thức của chính phủ tập trung nghiên cứu UFO, nhưng điều này không có nghĩa là chính phủ Mỹ ngừng điều tra chúng. Tháng 12 năm 2017, tờ New York Times nói, Lầu Năm Góc, với sự giúp đỡ của cựu thượng nghị sĩ Harry Reid, đã tiến hành một chương trình điều tra UFO bí mật, gọi là chương trình xác định mối đe dọa hàng không vũ trụ tiên tiến AATIP vào năm 2007. Hiện nay, một số tổ chức phi chính phủ vẫn đang thu thập công khai các báo cáo về UFO từ phía công chúng, ví dụ như mạng lưới Module UFO, MUFON, được thành lập cùng năm khi dự án Blue Book kết thúc. John Seehausen, giám đốc điều hành MUFON cho biết, chúng tôi nhận thấy rằng khoảng 5% các vụ chứng kiến UFO mô tả những chi tiết khác thường, không thể giải thích bằng khoa học. Harzen lưu ý rằng, con số 5% này không nhất thiết phải liên quan đến người ngoài trái đất. Chúng chỉ đơn giản là hiện tượng mà MUFON không thể giải thích. MUFON nhận được từ 500 đến 1.000 báo cáo mỗi tháng. Nhưng khác với dự án Blue Book, hình vẽ bằng tay được thay thế bằng ảnh chụp và video tải lên. Mới đây nhất, ngày 9 tháng 6 năm 2022, NASA cũng cho biết họ sẽ tuyển dụng các nhà khoa học hàng đầu để nghiên cứu những hiện tượng liên quan đến UFO. Dự án săn tìm UFO sẽ bắt đầu vào đầu mùa thu năm nay và kéo dài khoảng 9 tháng. Nhóm nghiên cứu do chuyên gia vật lý thiên văn David Spergel dẫn đầu sẽ tập trung vào việc xác định các dữ liệu có sẵn, cách thu thập thêm dữ liệu trong tương lai và cách NASA có thể phân tích các phát hiện để thay đổi tầm hiểu biết khoa học về những vật thể bí ẩn. Trưởng bộ phận khoa học của NASA Thomas Zabergen cho rằng, với khả năng tiếp cận nhiều loại công cụ khoa học, NASA không chỉ có nguồn lực để làm sáng tỏ UFO và nâng cao hiểu biết khoa học, mà còn có thể tìm cách giảm thiểu hiện tượng này. NASA nêu trong thông cáo báo chí, hiện tượng trên không không xác định khiến chính phủ chú ý tới vấn đề an ninh quốc gia và an toàn bay. Xác định hiện tượng nào là tự nhiên sẽ trở thành bước đi quan trọng đầu tiên để nhận diện hoặc giảm nhẹ những hiện tượng đó. Điều này phù hợp với mục tiêu của NASA về bảo đảm an toàn cho các chuyến bay. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!